dịu dàng, hiền lành, nữ tính là những gì người ta thường nhận xét về sinh viên sư phạm. Các cô nàng chỉ cần ma ke ung sương sương với ti le nhẹ nhàng, cô te hột mê cũng đủ làm dân tình chao đảo truy tìm info. Mới đây một thiếu nữ Hà Thành, cựu sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội đã khiến cộng đồng mạng rần rần thả ly ke, comment khen ngợi không ngớt gì sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhìn là yêu ngay. Sau loạt ảnh đồng phục học đường, cô nàng được mệnh danh là hot di không tuổi bởi thần thái xuất sắc, gương mặt trẻ trung, trong sáng chẳng khác gì những nữ sinh tuổi 17-18. Được biết, hot di chính tên là Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền, sinh năm 1997 từng học chuyên ngành tâm lý tại Đại học Sư phạm Hà Nội nhưng bất ngờ bén duyên với nghệ thuật nên cô nàng đang lấn sân sang lĩnh vực giải trí và cũng có được những thành công nhất định cho bản thân. Ngọc Huyền chia sẻ thời đi học cô nàng rất chú trọng phương pháp tự học, chỉ cần nắm được bản chất là mọi việc được giải quyết nhanh chóng, có thể tự làm theo ý hiểu của mình. Vì thế việc học đối với Huyền mà nói không quá nặng nề và áp lực. Mỗi ngày đến trường có hàng trăm câu chuyện dở khóc, dở cười, nhưng cô bạn vẫn nhớ nhất kỷ niệm về những lần thi nghiệp vụ, đợt thực tập kéo dài 3 tháng ở Hải Phòng, rồi cả đợt đi thực tế dọc miền Trung, đó chính là tháng 5 rực rỡ nồng nhiệt của tuổi trẻ. Cô nàng cho hay, chắc vì thầy cô khoa mình đều là giáo viên ngành tâm lý nên ai cũng vô cùng tâm lý, gần gũi, yêu thương học sinh vô điều kiện. Thầy cô giống như những người bạn thân thiết, trở thành động lực lớn nhất để bọn mình phấn đấu. Khi còn là sinh viên, Ngọc Huyền đã từng làm thêm một số công việc part-time như bưng bê quán cà phê, dạy thêm gia sư, dạy thêm ở các trung tâm giáo dục kỹ năng. Cô bạn cho biết, mình nghĩ làm thêm không chỉ giúp sinh viên kiếm thêm thu nhập mà còn giúp bản thân năng động và da dấp hơn. Đã từ rất lâu, mình muốn trở thành một người phụ nữ độc bờ cả về mặt nhận thức lẫn tài chính. Mình luôn ý thức được là chính mình có thể tự lo lắng được cho bản thân, không sống nhờ giả, dựa dẫm vào người khác. Đôi khi muốn mua thứ gì đó cũng sẽ tự kiếm tiền mua chứ không bao giờ nghĩ sẽ xin bố mẹ. Tuy học sư phạm nhưng ngoài việc đi dạy thêm ở một vài các trung tâm, hiện tại cô nàng đang làm mẫu ảnh, đồng thời có quay phim, quảng cáo, đóng phim ngắn. Đây được coi cơ duyên không hẹn mà gặp gì vô tình Huyền được một người bạn giới thiệu tham gia vào các hoạt động nghệ thuật như quay phim, chụp ảnh, đóng quảng cáo bởi sở hữu gương mặt xinh đẹp ăn hình, cô te lạc lối và đặc biệt có khả năng diễn xuất trước ống kính máy quay. Mỗi tháng thiếu nữ Hà Thành có thể kiếm được từ khoảng 20 triệu đồng, con số này quả thực đáng mơ ước với nhiều người đang ở độ tuổi rất trẻ như cô. Ngọc Huyền chia sẻ thêm, năm nhất thì mình đi làm thêm với thu nhập khoảng 3-4 triệu, rồi dần dần con số cũng tăng thêm. Bây giờ khi đã ra trường thì mỗi tháng mình kiếm được khoảng 20 triệu đồng. Có thể với nhiều người con số này không là gì nhưng với mình đó là niềm vui, hạnh phúc và cũng là mồ hôi, nước mắt. Lớn lên mới thấy rằng kiếm tiền thật không dễ dàng, mong rằng sau này mình sẽ thành công để giúp người thân mình có được cuộc sống đầy đủ hơn. Song song với việc tiếp tục cố gắng theo đuổi nghệ thuật, phát triển công việc của mình cô nàng cũng không quên dự định học lên cao học trong thời gian sớm nhất để thử sức với nhiều lĩnh vực đa dạng hơn nữa.